Nhâm Mạnh Dũng hưởng đặc cách khi dinh vàng cho U23 Việt Nam. Trong trận chung kết U23 Việt Nam với Thái Lan tối 22 tháng 5, Nhâm Mạnh Dũng là cái tên được réo nhiều nhất bởi nam tiền đạo là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đối thủ, giúp tuyển Việt Nam có được tấm huy chương vàng SEA Games 31. Với bàn thắng ấn tượng, Nhâm Mạnh Dũng đã khẳng định vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Lượng người theo dõi trang cá nhân Facebook của chàng tiền đạo đang có xu hướng tăng dần. Trên dòng thời gian vẫn xuất hiện rất nhiều bài viết, hình ảnh với lời chúc mừng, ca ngợi thành tích Nhâm Mạnh Dũng để thể hiện sự ngưỡng mộ, cảm ơn sâu sắc đến nam cầu thủ, đồng đội của Nhâm Mạnh Dũng tại câu lạc bộ Viettel. Thủ môn Quảng Thế Tài mới đây đã có quyết định khá lớn, anh sẽ miễn quét phòng cho Nhâm Mạnh Dũng từ giờ đến hết năm. Đính kèm là hình ảnh Quảng Thế Tài đầu quấn khăn, vác chổi có mặt tại phòng chàng tiền đạo để chuẩn bị làm lao công bất đắc dĩ. Chúc mừng anh em Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tài, anh em đã quá xuất sắc trong giải đấu lần này. Và đặc biệt xuyên tuyên bố với bàn thắng giá trị hôm qua, Nhâm Mạnh Dũng sẽ được miễn quét phòng, visa sẽ hết hạn khi kết thúc năm nay, năm sau tính tiếp. Một lần nữa xin chúc mừng các anh em, giờ thì em đi quét nhà đây, không thì lại mệt với em nó. Quảng Thế Tài tuyên bố, chia sẻ của chàng thủ môn khiến mọi người vừa thích thú, vừa bật cười trước đặc cách mà Quảng Thế Tài dành cho Nhâm Mạnh Dũng. Dưới bài viết, có người còn tuyên bố miễn phí combo bia hơi top mỡ cả năm cho Nhâm Mạnh Dũng, cũng như mấy nam thần đẹp trai đá bóng hay. Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000, quê Thái Bình, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Anh là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, với chiều cao 1m81. Trước đó trả lời họp báo khi là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan, Nhâm Mạnh Dũng xúc động. Thực sự đây là bàn thắng quý giá nhất sự nghiệp của em, đã giúp mang về huy chương vàng SEA Games được tổ chức tại nước ta. Kỳ trước Việt Nam là nhà vô địch, năm nay để bảo vệ thành công huy chương vàng, cả toàn đội đã rất nỗ lực. Thực sự em rất xúc động và không thể diễn tả nổi tâm trạng của bản thân lúc này.